Dạ, và đây em cũng phát hiện được một cái dây nhỏ nhỏ như thế này thôi, nhưng mà nó có chùm trái rất là nhiều của chú anh chị. Để em kéo xuống review của chú anh chị xem nhé. Vì đây là mùa trái của nó cũng rất là lạ. Vì mùa này là mùa mùa đông mà, mới vào mùa đông. Xuống không? Xuống không? Xuống. Xuống. Ui, chắc gớm mặt đó. Ô, kém tí nữa xe đập vào đầu rồi. Thì máu ấm một tí. Đây. Trái nó mọc thế này của chú anh chị này, dài lên như đó luôn. Để em quay của chú anh chị xem nha, một đường thẳng luôn. Em kéo xuống này một đường thẳng luôn ha. Đây những chùm trái. Hóa ra rồi và như những chùm trái này của chú anh chị này. Đó. Rất là lạ. Để em review sát cho của chú anh chị xem ha. Đây, rất là nhiều. Có nên kéo xuống không ta? Hay để cho nó ra cái. Cái này là bị gai đâm. Cái này không lẽ giống chùm trái này đó. Lẽ nào là vậy? Hình như nói chứ còn gì nữa. Đúng rồi, trái nó đây. À đây là chùm cũ này. Đây là chùm trái cũ. Còn đây là chùm mới. Chắc lắm của chú anh chị. Review vậy thôi, chứ không kéo kéo đứt xuống trái này nó hư hết. Mà cái trái này là sóc với ấy là nó ăn dữ lắm nha. Em để lại cho nó già cho nó ăn ha. Đây, em đem ngược dưới đây lên. Đó, ngược dưới đây lên là nhìn thấy nó nhiều. Đó, quá trời luôn. Còn quay ngang ngang thì mình không thấy được trái của nó. Đây, chùm này gãy rồi. Chùm này gãy rồi nè. Em lấy nét cho cô chú anh chị xem được cái chùm này ha. Đó, trái nó thế này. Và đây là chùm già của nó đây cô chú anh chị đó. Đây. Đây là trái già ha. Đó. Trái già đây. Trái già đây con sóc với là con chuột rừng nó ăn nhiều lắm nha. À, nó ăn hết rồi nè, còn những còn trái còn lại là trái lép nha. Đây. Rồi, em đi tiếp một chú anh chị nha.